Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là một Đức Chúa Trời thành tín và công bình qua câu gốc Giăng nhất chương 1 câu 9. Lời Chúa chép rằng: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Amen. Một trong những khía cạnh trọng tâm của thông điệp phúc âm là mọi người đều không đạt được tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội hoặc đã bỏ lỡ dấu hiệu của việc sống đúng đắn. Tất cả chúng ta đều sai lầm, phạm sai lầm và hành động đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời trong cuộc sống. Tội lỗi ngăn cách chúng ta ở trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Nhưng trong khi chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã mở đường cho chúng ta trở về với Đức Chúa Trời qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Giờ đây chúng ta lại có thể ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng mặc dù chúng ta đã được tha tội, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta thường mang mặc cảm tội lỗi và xấu hổ vì những hành động tội lỗi của mình, mặc dù chúng ta đã được Đấng Christ tha thứ. Đó là lý do tại sao Giăng nhất chương 1 câu 9 là một lời nhắc nhở tuyệt vời. Khi chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời thì Ngài thành tín tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ của chúng ta không dựa trên sự trung tín của chúng ta mà dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết Đức Chúa Trời là thành tín và không thể nói dối, nên chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ tha thứ và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều ngăn cản chúng ta khỏi Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải sống dưới gánh nặng của tội lỗi mình. Chúng ta đã thực sự được giải phóng trong Đấng Christ. Sự tha thứ sẽ trao quyền cho chúng ta để tiếp tục sống một cuộc sống công bình và trung tín với Đức Chúa Trời. Hãy dành một chút thời gian và cảm tạ Đức Chúa Trời đã tha tội cho bạn qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Cảm tạ Ngài vì bây giờ bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thoát khỏi tội lỗi của quá khứ. Hãy cầu xin Ngài thêm sức cho bạn khi bạn bước đi trong lẽ thật đó. Amen. Xin mời chúng ta suy ngẫm. Bạn nhận được điều gì từ câu chuyện hôm nay? 1. Tôi có thể xưng tội với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. 2. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi khi tôi hết lòng xưng tội với Ngài. 3. Tôi có thể xưng nhận những sai lầm của mình với một người bạn đáng tin cậy. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, chúng con xưng nhận rằng không phải lúc nào chúng con cũng là con người mà Ngài đã tạo dựng nên chúng con. Đôi khi chúng con không thể yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng, tâm trí và tâm linh của chúng con. Không phải lúc nào chúng con cũng yêu thương người lân cận như Ngài yêu thương họ. Xin hãy tha thứ cho chúng con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy biến đổi tấm lòng chúng con và đổi mới tâm trí chúng con để chúng con có thể đến gần Ngài hơn. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.